trong cánh hoa mơ cặp loa Audi Center đẹp xuất sắc. Vâng. PS 12 cộng các bác nhá. Đẹp xuất sắc thì xuất sắc, như hàng bãi thì nó vẫn phải có những cái vết xước sát nhỏ là chuyện đương nhiên. Và đối với sản phẩm loa full thì những vết xước sát nó là chuyện rất là bình thường. Vì Ngọc Quang và các bác chơi loa full thì mệnh danh cho những dòng loa full gọi là dòng loa châu bò. Đấy, tại sao cái từ đấy châu bò, nghĩa là nó có thể lăn nóc rồi thì thoải mái, các bác có mà lăn dập vỡ những cái góc này, nó là gỗ mà, các bác có thể tự làm được, nó thủ công rất đơn giản thôi các bác. Đấy, còn như thế này nó là xuất sắc rồi, vì dòng loa này nó rất dễ xử lý. Đấy, nó là thùng gỗ mà, tắm rửa tắm giặt cho nó thoải mái các bác nhá. Lưới này có méo này, có méo, các bác có thể dùng đầu gối, dùng chày gõ lắn nó lại tròn ngay, các bác yên tâm. Đấy, và tất cả những sản phẩm loa full bên nước ngoài thì em cũng nói luôn, khi nhập về thì hầu như là 50 đôi một lô thì có độ 49 đôi là nó khoan những cái ốc đây, khoan những cái ốc này các bác ơi, khoan những cái ốc đinh này. Đấy, những cái ốc ở đây này, thậm chí là 6 cái hoặc 8 cái. Đấy, đúng ra là nó treo bằng này, nhưng em bên phòng nước ngoài ấy, thì họ làm cái khuỷu tay để treo. Treo thì cái bức tường họ làm cách âm sau thì nó ngắn, ngắn thì bắt buộc họ phải vít sâu ra đây thì nó mới tới. Tới thì mặt bích nó ở đây. Thì đương nhiên họ phải vít 6 đến 8 con ốc ở đây. Đây, nhìn rất rõ các bạn nha. Đấy, nhưng mà soi kỹ vào thì mới nhìn rõ. Đấy, phải thật kỹ nhá. Bới lông tìm vết thì mới nhìn thấy, nhưng cái điều này không quan trọng. Tất cả các bác đến mua hàng ai cũng hiểu điều đó. Đây, hỏi luôn bác khách này, chuyện này có bỏ qua được không ạ? Chuyện này tính làm gì? Rồi, vâng, ngoài thế ra này tính làm gì? Chuyện ngoài ra mà đấy. Cho nên là các bác lỗi ngoài. Và thế mà có một bác khách trong 1.000 bác khách thì có một bác khách đang muốn bóc phốt Ngọc Quang, thì Ngọc Quang cũng muốn là lên đây để giải thích với các bác, chứ còn em cũng không muốn nói bác đó là bác nào. Đấy, muốn vẫn giữ thể diện cho những người đó, chứ còn thực sự là em rất là bình tĩnh, không bao giờ muốn chửi nhau với những người đã lên chửi Ngọc Quang thế lọ, Ngọc Quang thế kia. Thực tế các bác đến với Ngọc Quang các bác biết rồi, kể cả những dòng loa Nhật nghe nhạc, những dòng loa BMB, người ta bên nước ngoài họ khoan những cái lỗ ốc đấy nó là chuyện bình thường. Còn cái dòng loa full này thì gọi là một dòng loa châu bò. Đấy, đấy gọi là từ châu bò, nghĩa là vật vã thoải mái. Có thể những cái chỗ này người ta khoan bằng lỗ, bằng ngón tay này, thì bạn khách này vẫn ok. Đấy, em nói luôn rất rõ ràng. Vậy mà vẫn đấy mà vẫn vệ sinh rồi. Mà khách này thì nhận hàng thì ở miền trong nhận hàng thì bảo là rất là ok, cảm ơn, biết là có cái lỗ đấy, nhưng tự nhiên không hiểu làm sao lại thay đổi, mấy hôm sau lại lên kênh rồi thì bình luận nói xấu bôi nhọ, và em không muốn nói tên là ai. Thôi, một video hôm nay hơi dài dòng, nhưng mà Ngọc Quang nói thế để chia sẻ với các bác, và cũng rất là nhiều kênh họ cũng nói cái dòng loa full thì họ vít ốc lệch ra là chuyện bình thường. Rất nhiều kênh nói chứ không phải mình Ngọc Quang nói nhá, mà cũng không phải là chỉ có loa của Ngọc Quang mới vít như vậy, rất nhiều anh em loa cũng vít như vậy nhá. Đấy, rất rõ ràng. Không vít thì chỉ có loa nhỏ thôi. Loa nhỏ vẫn vít, kể cả như BMB 252 kia vẫn nhiều khi vẫn vít bình thường. Con nào nó vừa tay thì nó cũng vít thôi. Đúng rồi. Đấy, khách này rất là hiểu về cái vấn đề đó, và hầu như các bác đều hiểu. Một trong phần nghìn nhá, một trong phần nghìn bác khách đang muốn bóc phốt Ngọc Quang, thì thực sự Ngọc Quang làm video này thay những cái lời các bác bóc phốt thì em bóc phốt thì mới là chuẩn, đúng không? Ngọc Quang bóc phốt Ngọc Quang thì nó sẽ hiệu quả hơn, chứ còn để cái bác khách đó mà bóc phốt mình thì ai biết, đúng không? Nhưng mà thôi, bỏ qua đi các bác nhá. Tất cả là đều êm ái, hòa bình, rồi là bắt tay hữu nghị và
ủng hộ Ngọc Quang. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bác. Đấy, nhiều khi mệt thế đấy. Cảm ơn các khách này ở bên Tân Yên nhỉ? Ở bên Tân Yên hay ở đâu? Tân Yên. Tân Yên, rồi cảm ơn nhá.